Nay mình chỉ cho các bạn cái cách làm thịt heo quay chay nha. Đầu tiên á là các bạn ướp cái ngũ vị hương cho cái mì căn này. Sau đó là các bạn sắp vào cái khuôn hình chữ nhật hoặc là khuôn hình vuông nha, tùy ý nha các bạn. Còn cái phần này là cái phần bột mà mình làm giống giống như bột chiên ấy, nhưng mà mình cho bột năng nhiều hơn một chút. Đó, rồi cái mình chế nó vô cái khuôn. Và sau đó là mình gắn luôn cái bánh mì. Các bạn nhớ nha, cái phần bánh mì á, mình cắt cái đôi cái ổ bánh mì ra. Và mình lấy cái phần ở cái vỏ phía trên như vậy nè, mình để cái phần vỏ phía trên và mình ịn cái phần ruột bánh mì vào đây. Sau đó là mình đem đi hấp. Đem đi hấp, sau khi hấp xong rồi á thì các bạn lấy ra ngoài để cho nó ráo nó khô, thì các bạn sẽ cho cái phần phẩm màu các bạn phết lên cái phần da này. Phết lên cái phần da heo để làm cho cái da nó đỏ nha. Sau khi bánh mì được phết lên cái phần da heo cho đỏ rồi á thì các bạn chờ cho nó khô, rồi các bạn lấy cái sản phẩm của mình ra khỏi cái khuôn và các bạn có thể cắt theo từng miếng mà các bạn cảm thấy tùy thích ha. Sau đó là mình cho giống như là một cái nồi dầu thiệt sôi và mình có cái loại vá vớt để mình đưa tụi nó vào trong và mình chiên sơ nó qua một cái dầu nóng như vậy thôi, chỉ cần chiên sơ thôi. Cái quan trọng là để cho cái bánh mì nó giòn lên với lại những cái mặt xung quanh của nó được đẹp. Nếu như mà cái này á, là chiên rồi mới cắt, mình để nguyên cái miếng đó vào trong cái chảo dầu sôi với mình chiên chiên xong mình cắt, hoặc cũng có thể các bạn cắt rồi các bạn cho vào cái vá để chiên ha, thì mình sẽ có những cái mặt đó, nó đều và nó giòn hơn đó. Nhìn cái miếng thịt quay Mình đây. sẽ chỉ cho các bạn bí quyết về phần bánh bao hấp nha. Bánh bao hấp á, thì khi mà mình hấp bánh bao á, thì mình nên phủ một cái lớp như lớp vải mùng, nói chung là có thể thấm nước lên trên sau khi mình đặt bánh bao vào trong rồi mình mới đậy cái nắp lại. Hay là mình sử dụng cái giấy napkin ở ở trong bếp nha. Cái napkin này mình xé hai nắp nè, mình sử dụng ở trong bếp thì mình xé tới hai tấm luôn, mình để lên mình phủ lên để cho cái hơi nước nó lên, nó sẽ thấm vào cái giấy này và nó không có rơi ngược trở lại xuống cái bánh bao của mình. Thì cái bánh bao của mình á, cái bột nó sẽ căng mịn và nó không có bị thấm nước và nó không có bị chai bánh. Đó, như ở đây các bạn thấy cái bánh rất là mịn nè, thấy không? Cái bột nó láng lắm, nó bóng. Đó. Ví dụ giống như là mình làm cái lửa thì làm lửa vừa thôi, không có được làm lửa to lắm. Bởi vì khi mà mình làm cái lửa to đó hoặc là nó sôi sùng sục lên quá thì cái bánh bao của mình á nó sẽ dễ bị nứt lắm. Thành ra mình làm lửa nhỏ thôi, vừa đủ cái hơi nước nó lên để cho bánh bao của mình nó nở ra từ từ và nó cũng không có bị cái hơi nước nó không có bị thấm lên nhiều quá lên cái giấy của mình. Và bánh bao của mình thì rất là mau chín, bởi vì sao? Cái bột đó là cái bột của mình thì nó mỏng nè. Cái thứ hai á là cái nhân của mình nó đã chín sẵn rồi. Ví dụ các bạn làm nhân trứng sữa thì nó cũng chín sẵn rồi, mà các bạn làm nhân bánh bao cũng vậy. Cái quan trọng nhân bánh bao mặn á là các bạn nên vò viên cái những viên thịt và các bạn hấp nó trước trước khi là các bạn gói bánh bao, chứ các bạn đừng nên gói vào thịt sống nha các bạn. Gói vào thịt sống á thì nó lâu chín lắm, mà bánh bao của mình nó dễ bị nứt nữa. Bạn thân mến, khi mà chúng ta bắt cái bánh su kem á, chúng ta làm cái thao tác cho nó vừa nhẹ nhàng vừa chính xác, không cần phải nhấc một cách khó khăn nha các bạn. Thì các bạn bắt thẳng ra như nè, chấm xuống, kéo lên. Chấm xuống, kéo lên. Chấm xuống, kéo lên, rất là đơn giản nha các bạn.
xem mình còn chút bột nào, mình xem cái nào nó ốm ốm thì mình sẽ cho nó vào cho cái bánh của mình nó bự thêm chút đỉnh nữa. Tận dụng hết cái số bột còn lại. Đi rất là đều đẹp. Hôm nay mình vừa bắt bánh su kem que và mình vừa bắt bánh su kem ở trong cái khuôn này luôn cho nó tiện lợi. Mình không có thích bắt tròn 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 là nướng nó phồng ra nó không có đẹp á, bỏ ra luôn trong cái khuôn này luôn cho nó gọn. Và khi mà mình xẻ cái bánh ra, mình ấy kem lên, mình có thể cầm bằng cái miếng giấy đó thì cũng rất là ngon và sạch sẽ nữa. Dạo này hái gheo, nhà mình rất là thích ăn bánh bao. Thành ra là đêm hôm vậy phải làm bánh bao cho nó ăn đây. Hôm nay công thức mới, bột này không no plastic cho nên là bột nó không có được trắng. Và làm hai con mực. Hôm nay làm con mực kiểu mới, không có cực khổ cắt rau giống như hôm qua. Làm đúng hai con mực với thêm một cái con gì không biết. Bánh không, hai con mực thì có nhưng. Nào hái gheo, hãy ra đây mà lựa chọn. Hai con mực có một con dễ thương quá nè, con năm râu dễ thương nè, bốn râu với con năm râu. Đâu rồi, không ăn phải không? Miễn bàn nha. Ái chà, tiếng bước chân rầm rộ. Chọn con nào, bốn râu hay năm râu? Hay con đó, con nó giống ốc sên nè. Ok. Ái chà, cái gương mặt có vẻ thích thú. Đó, bánh sữa không có nhân, chỉ có hai con mực có nhân thôi. Năm râu dễ thương quá. Wow, con mực năm râu nè, xinh dễ sợ xinh luôn. Lại là bánh bao, con mực ôm trứng sữa, hứa giao bánh cho người thèm ngày hôm nay. Xì, vẽ con mực ra nè. Wow, hôm nay nó chảy sữa luôn nè, thấy chưa? Giờ hồi sáng này làm cái nhân, thấy chưa? Thằng lóc vẫn nhân sự. Hồi sáng này làm cái nhân nó quá dẻo luôn, làm lỏng hơn lúc trước. Nên khi con mực được bẻ ra thì nó chảy ra nè. Bánh nguội rồi nhưng mà vẫn good. Thế là ok, giao hàng cho người ăn hôm nay rồi đó nha. Ôi, con mực ôm sữa ngon tuyệt vời, con mực ôm sữa. Dính rồi, dễ thương quá. Wow, hấp dẫn nhân sự, bánh không hề có chút màu mè nào hết, tự nhiên luôn. Bột thì unplastic cho nên là nó không có được trắng lắm, mà như vậy là đã quá good rồi. Mình không có làm bằng cái bột bánh bao, mình làm bằng bột mì của Market Bucket thôi. Và mình để cho cái thời gian ủ cho bột nở cũng khá lâu, mất vài tiếng đồng hồ đó. Bảo đảm thơm ngon tinh khiết, hương vị đậm đà, màu sắc cũng rất là trang nhã, bởi vì không có làm con sâu. Con sâu mắc công, vừa phải vẽ lên vòng vòng nữa, mắc công quá, mà trong khi bây giờ phải chuẩn bị đi. Thank you mọi người watching. Nhân trứng sữa đã xong rồi. Bây giờ mình cho bơ vào nhân trứng sữa để mình đánh cho nó béo và nó dễ cô đặc lại khi mà cất ở trong tủ lạnh cho nó thơm mát. Và sau đó khi làm bánh mình sẽ cho vào.
Ai ăn bánh của em là tràn ngập chất Phật đó nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa làm vừa hát như vậy á, cái tất cả mọi thứ đều làm bằng cả tấm lòng, cho nên nó rất là ngon luôn. Ai ăn như sẽ cảm nhận được cái vị nó rất là thơm ngon và bằng cả tấm lòng đó nha. Người ta nói 70% cơ thể là nước, cho nên là đó có sự nghiên cứu của khoa học. Có một cái ông người Nhật đó, ông nói rằng á, là khi mà ông nghiên cứu, ông để hai cái chai nước, một nơi á, là nơi tối tăm và đầy tiếng ồn ào chửi rủa, còn một nơi là để nhạc. Thì cái chai nước ở bên tiếng nhạc, cái phân tử nước nó đẹp hơn và nó nhìn nó tinh khiết hơn. Còn cái chai mà để ở trong chỗ cái phòng mà nó tối tăm mà có nhiều tiếng ồn ào, tiếng chửi rủa, thì cái phân tử nước của nó bị đen sạm và xấu lại. Cho nên là đó, 70% cơ thể con người là nước. Khi mà mình cảm thấy mình không có vui trong lòng hoặc là mình ghét ai đó, thì mình sẽ, nói chung cái phân tử nước trong người mình là tự nhiên nó bị thành cái phần tử xấu liền. Cho nên là mình không cần thiết phải làm như vậy. Và tất cả các món ăn của mình đều làm từ nước, trứng, sữa, tất cả mọi thứ. Cho nên mà khi mình làm món ăn á, mình hay hát hò nó, mình vừa nấu mình vừa hát, mình vừa niệm Phật nó. Nếu mà mình cảm thấy mình rảnh mình niệm vô, thì những cái món ăn của mình thấm đậm chất Phật. Và nó rất là ngon nữa. Thank you mọi người đã watching. Thấy chưa, hôm nay nè, cái nhân chảy nè, đây nhân này nó chảy luôn nè. Thì khi mình cho vào tủ lạnh nó đặt lại một chút, nó lại có một số mình phải cho vào ngăn đá để mà ví dụ làm bánh bao á, thì mình cắt ra mình mới có thể gói vô được. Và khi mình hấp bánh bao xong thì nhân nó sẽ chảy ra như vậy. Mình làm nhiều nhân như vậy là mình làm thêm bánh su kem nữa, vậy là rất là ngon rồi đó. Nhân vậy là rất là chuẩn rồi đó. Đó chảy nè. Chưa? Hấp dẫn chưa? Ok. Chúc mọi người chủ nhật vui vẻ. Thank you mọi người watching.